Test loa cho các bác nhé. Đây là test loa bằng thật nhé. Không chơi kiểu ghép loa đâu bác nhé. Không chơi ghép âm thanh trực tiếp. Bây giờ là có những chương trình là phát trực tiếp điện thoại, thu âm trực tiếp luôn. Có nghĩa là cái âm ly kia nó thu âm trực tiếp ra điện thoại luôn này. Cái điện thoại đang quay các bác. Nên nhiều nhiều đôi loa tại sao nghe ngon, nghe nó mượt đến vậy. Nhưng cuối cùng là các bác cắm cái đường tín hiệu đường ra vào thẳng điện thoại luôn thì làm sao nó không hay. Đây, cắm vào như này. Dừng dừng này. Đấy, test ở đây bác nhá.
Phải nói là những đôi đò bãi như này nó đẹp hết chỗ nói luôn rồi. Clip này em giới thiệu đến các bác đôi loa BMW kép CDM7. Bác nhìn những cọc loa của nó chưa được nhổ cọc loa ra để cắm rắc bắp chuối. BMW kép W, hàng made in England. Con này series là 028413. Đấy. Trở kháng 8 ôm công suất 150W. Dòng này thì báo cáo các bác là nó nổi tiếng rồi, nó với tay noi là sánh vai với nhau rồi. Nó với tay noi sánh vai với nhau rồi, và tay noi thì lại không được nhiều người đón nhận bằng này, bởi vì tại sao? Tay noi nó đẳng cấp, nhưng mà khi bác mua một đôi tay noi thì bác lại phải cõng thêm một con âm ly gấp bao nhiêu tiền. Ví dụ bác mua đôi loa tay noi 10 triệu thôi thì bác cũng phải đầu tư con âm ly 20-30 triệu mới đánh được. Nhưng lại không như dòng này. Dòng này là nó đánh được cả nhiều loại âm ly lắm, và chất âm phải nói luôn là dày, khỏe, ấm áp. Không thể chê được, nói chung là chả chê được riêng BMW KFW. Đấy. À, màng carbon, một con bát phía dưới. Và đặc biệt là cái dòng này thì báo cáo các bác là nó không những ở Việt Nam mà cả thế giới rồi. Nó công nhận cái dòng này rồi. Và nó cũng không rẻ. Dòng này thì nó chẳng bao giờ mất giá. Nói luôn là không mất giá. Các bác mua, các bác chơi, giữ càng có giá trị. Chứ không mất giá bác nhé. Riêng BMW KFW này không có chuyện mất giá. Đấy. Bác mua đôi tay noi về bác mất giá, nhưng đôi này không mất giá mấy cho bác nhé. Riêng dòng này lại thế cơ. Dòng này thì bác nghe nhạc đồng quê này, bolero này, chữ tình cổ điển, giọng ấm sâu. Con này nó yêu các bác hết. Đó, tóm lại là nghe những dòng nhạc cao cấp chơi hết, không tha cái gì cả, em yêu tất. Đấy, cái vỏ đây, cái màu của nó đây ạ. Nhá, còn zin nguyên. À, sau đây em sẽ khui một bên cho bác được rồi. Riêng bên một VKW này thì tất cả các phần tần như những đôi khác em quay cho bác nó đều như nhau. Nó đều thiết kế một cái tông kiểu vậy đây. Bên một VKW đấy ạ. Anh nhìn nhá, khung của nó tất cả đây này. Tất cả khung này này đều được làm gang, nhôm pha gang đúc nặng trịch luôn. Xung quanh nhôm pha gang. Đấy, đối với dòng nhôm pha gang. Còn đối với dòng này thì các bác có thể phân biệt này. À, kể cả những đây là con này made in England em không nói, nhưng kể cả là những đôi có chữ made in China thì nó vẫn là hàng xịn bác nhé. À, khi hàng xịn mới lại hàng kể cả made in China thì họ vẫn làm khung gang này, khung nhôm như này. Hàng xịn với hàng không xịn nó phân chay khác nhau là thằng này khung gang và thằng kia là khung nhựa. Thế thôi. Còn nhiều bác đang dùng những đôi loa BMW KW mà có chữ made in China. Các bác đừng có vội bảo nó là hàng ớ vẩn, hàng không chính hãng. Nó vẫn là hàng xịn các bác ạ. Bởi vì nhà máy, một số dòng đời mới bây giờ nhà máy người ta đặt ở bên đấy rồi. Chứ đừng có nghĩ là nó là không phải hàng xịn mới nhận đây. BMW KW, các bác nhìn nhé. Tất cả model C thì ghi hết rồi. Đấy. Bát con này, đây là con bát. Và đặc biệt cái dòng này này bác nhìn này, cái độ hở hở côn của nó này. Nó làm côn hở như này nó rất là mát, có thể bác nghe suốt ngày được. Bác có thể nghe quanh năm ngày tháng được luôn. Đấy, bác nghe quanh năm ngày tháng luôn bác. Đấy, lại thế cơ. Thế nó mới hay. Côn hở, đấy, bác nhìn chưa. Quanh năm ngày tháng luôn. Đấy, dòng này làm côn hở như này. Nghe nó ấm lắm, nó dày. Thích. Đúng chưa? Đây là con bát. Còn phân tần của nó em giới thiệu với bác là phân tần của nó thì dòng BMW KW này thì nó vẫn như thế này. Con nào cũng như con nào kiểu này. Đấy. Con sang lên đây. Bên này là con trung. Màng carbon. Con trung màng carbon. Đây đây. Màng carbon côn hở. Đây. Vẫn còn cả mã ở dưới. Có nhìn này. Mã ở dưới nó ghi là gì đây? 1884 à. Đấy, vẫn còn duyên dưới. Mình nhìn chưa? Tất vỏ thùng ép này. Những đôi loa này thì nó cũng không rẻ tiền bác ạ. Mấy chục triệu đấy. 25, 27, 28 triệu. Có những đôi còn nguyên thùng xốp 3-40 triệu. Không rẻ, không rẻ tiền với những đôi này. Đấy. Thì vừa rồi em có giới thiệu cho bác chi tiết về đôi BMW KW này. À, đôi này CDM7. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Đấy. Mức giá của em nó là 26.900.000. Chào các bác.
Tiền đâu của đấy thôi bác ơi. Tiếp tục em Tuấn gửi đến các bác một con đẩy. Con đẩy này đến từ nước Mỹ. Con đẩy này là con đẩy MMA3 nhé. Con đẩy này con đẩy 3 kênh. 3 kênh luôn ạ. Con đẩy này 3 kênh. Bác chú ý em là em nó 3 kênh. Con đẩy này dùng cho các bác nào dùng cho gia đình, có nghĩa là dùng cho gia đình những đôi loa loa xịn nhé. Vừa nghe nhạc vừa karaoke, có những đôi loa có tầm bass 20. Chứ loa xịn mà nhé. Vì đây là con đẩy Mỹ xịn. À, nó xử lý tất cả chip và sò đa số là nhiều. 6 tụ lọc luôn. Liên quan đến 6 cái tụ lọc. Hàng còn đẹp xuất sắc như mới luôn. Như mới luôn ạ, đẹp. Như mới luôn. Ok chưa? Phải nói luôn là như mới. Ở đây con đẩy này bác nhìn nhé. Thông số của em nó đây. Bác nhìn này. Ran next next gì đây. Bác nhìn đọc thông số hiệu em đi. Tất cả hàng đều zin hết mà, zin hết nhé, đây. Ok chưa? Bo công suất của nó bên này. Bo công suất của nó bên này nhé. Nó chạy toàn trụ mới chở. Dòng này các bác chơi bass 20 nhé. Bass 20 hoặc là những đôi loa, những đôi loa nghe nhạc, vừa nghe nhạc vừa karaoke, bác đánh con này thì tuyệt vời. Bởi vì nó ấm, hoặc là đánh loa bầu. Bầu loại bass vừa đấy. Đánh những con này nó giá trị hay. Bác chú ý nhé, những cái đôi bầu ấy, những đôi bầu bass tầm 18 20 ấy, đánh những con này treo. Nó giá trị luôn. Nó có volume từng từng volume từng mảng một. Ở đây là đường tín hiệu vào. Mới nhìn chưa? Nó thông báo là tín hiệu vào đây. Đấy, ở đây tín hiệu vào chữ in đi. In đây, nhầm cứ chỉ lung tung. Input là tín hiệu vào. Thì bác nhìn nó có đầu đầu đấu nhá. Tín hiệu vào thì nó có cổng dương và cổng âm đây. Họ ghi luôn đây. Và cái cổng bên cạnh này là cổng tiếp mát. Tiếp mát. Thì cái tiếp mát này bác cho dương với lại cái cổng tiếp mát này vào với nhau được nhá. Hai cổng này có thể chung với nhau được. Cổng âm và cổng mát này chung với nhau được. Đấy. Ok chưa? Còn nếu mà con nào bộ dây này nó có cổng mát riêng thì bác cứ cho ra mát riêng, không sao. Bác nhìn chưa? Đây, chạy được điện 220V, 360W. Ok chưa? Hàng made in USA. Made in USA. Wow. Con này bác chú ý em nha, dòng này chỉ đánh những đôi loa nhỏ, loa tay vừa, rất là hay. Chất âm con này hay lắm ạ. Em có bản test cho bác rồi đấy ạ. Có bản test rồi. Con này để cho bác mức giá 2.9 triệu. Đẩy 3 kênh của Mỹ luôn. Đẩy 3 kênh của Mỹ. 3 kênh của Mỹ ạ. Đấy, bởi vì cái dòng này công suất nó vừa phải, nó nhẹ. Nên là bác chỉ đánh những đôi loa vừa phải thôi. 3 loa, 4 loa. Càng hay. Ví dụ hai đôi loa tay, một con loa center chính giữa là rất là hay. Ví dụ như bác nào ở nhà ấy, đang có hai con loa tay hai bên, mà đang không có âm đi đánh, thì bác lắp hai con loa hai tay hai bên và một con loa center vào cửa đây nữa thì tuyệt vời luôn, chấm hết. Bởi vì nó có cửa độc lập thì chấm hết luôn, để những con này để phục vụ nghe nhạc và hát rất là hay. Đấy. Rồi, em Tuấn chào các bác nhé. Mức giá 2.9 triệu.